Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi livestream ạ. Hiện tại thì mọi người đang theo dõi livestream tại DKI Brown tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Ngày hôm nay thì DK có một khách chị đã quyết định sử dụng combo 3 dịch vụ tại DK. Chào bạn. Biết là ngày hôm nay bạn đã sử dụng combo dịch vụ gì tại DK ạ? Mình phun lông mày, làm xăm mí với cả làm môi. Bạn ấy đã vừa trải nghiệm dịch vụ hair shop lông mày này, phun mí mở tròng và phụ sương ban đêm. Vậy trong cái quá trình làm ấy thì bạn cảm thấy thế nào? Mình cảm thấy không đo lắm. Không đo. Nhẹ nhàng. Chỉ hơi chăm chút một chút xíu thôi. Trước khi làm ấy là bạn đã được chuyên gia ủ tê trong vòng 30 phút rồi và bạn đang sử dụng tê tốt nhất hiện nay. Và ngoài ra thì tất cả những cái quá trình ủ tê thì cây chỉ sử dụng ngoài da thôi chứ không tiêm. Thế là mọi người yên tâm nhé. Vậy bây giờ xin mời ống kính quay sát hơn một chút nữa, đầu tiên là lông mày. Chúng ta có thể quan sát vì các bạn đã lựa chọn công nghệ hair shop là công nghệ mới nhất tại DK và đang làm mưa làm gió hiện nay. Và với công nghệ mà gãy sợi siêu thực nên nhìn lông mày của bạn ấy rất là tự nhiên. Cái tình trạng lông mày cũ của bạn ấy là phần đầu cũng hơi ít lông mày và phần đuôi này cũng rất là thưa thớt. Tuy nhiên thì sau khi được trải nghiệm cái dịch vụ hair shop thì là Master Hoàng Minh Vương đã tư vấn cho bạn ấy một cái dáng mày phù hợp với khuôn mặt hơn, nhìn thanh thoát hơn. Và ngoài ra thì mí của bạn là bạn sử dụng dịch vụ phun mí mở tròng như chúng ta thấy đấy, thì nhìn mắt này có đường nét rất là tự nhiên và nhìn mắt to hơn rất là nhiều so với cái lúc trước đây khi mà bạn chưa phun mí. Trong quá trình phun mí thì bạn thấy thế nào? Nhẹ nhàng và rất nhanh đúng không ạ? Vâng. Và có khác xa với những cái gì mà bạn đã suy nghĩ không? Mình tưởng là đau nhưng mà nó chỉ không đau lắm. Vậy còn môi thì sao? Ngày hôm nay thì bạn đã lựa chọn cái màu môi gì cho mình? Chọn màu hồng baby. Hồng baby. Vâng, vì nước da của bạn ấy rất là trắng này, nên là khi mà bạn phun màu hồng baby này, khi pha môi bong ra thì có thể là màu sẽ hơi nhạt một chút. Tuy nhiên thì vì mực DK đang sử dụng là mực hữu cơ nên là màu sẽ để dần lên và ổn định trong vòng 2 tháng nhé bạn nhé. Và trong quá trình đó thì bạn sẽ chịu khó là uống rất nhiều nước này, nước hoa quả thì màu môi sẽ để lên rất là đẹp. Đó. Và ngoài ra thì tất cả những sản phẩm của mình sau quá trình bạn sẽ được bảo hành 6 tháng nhé. Và sau 6 tháng đó thì khi mà nó sẽ cái tuổi thọ nó kéo dài này, khi nào mà hết cái tuổi thọ rồi thì nó sẽ chỉ mờ đi thôi chứ nó không hề bị mai ra những cái màu thâm hoặc màu xỉn, là bạn cần yên tâm nhé. Vậy là sau khi trải nghiệm combo 3 dịch vụ tại DK thì bạn có cái cảm nhận gì về DK? Thứ nhất là về cơ sở vật chất này, rồi đến tay nghề của chuyên gia, cái cách mà chuyên viên tại DK chăm sóc bạn thì bạn thấy thế nào? Mình cảm thấy hài lòng vì nó nhẹ nhàng không đau. Vậy bạn có thể ưng cái sản phẩm của mình không? Có. Vậy là sau ngày hôm nay thì bạn có sẵn lòng giới thiệu cho người thân và bạn bè đến DK không ạ? Có. Okay, cảm ơn bạn rất nhiều, rất là ngắn gọn. Vâng, và rất mong là bạn sẽ yêu quý DK dài dài. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người.